Nhất thì chỗ ngồi này tam tam mà muốn khi đây là phố ngói ngược thông định vội AI. Tôi đang về nói tôi đang nói về ngồi ngược phố ngồi ngược thông định bởi AI. AI là công cụ tốt nhất. Chúng ta có thể sử dụng AI, công cụ AI. Tôi đã học tập tiếng Việt trong một mươi tăng, nên tôi có thể biết tư vấn cao khách hàng tan âm và ly âm của tiếng Việt. Chúng ta có thể học ngôn ngữ thông minh bởi AI. AI là công cụ tốt nhất. Khi chúng ta sử dụng AI, chúng ta có thể có nội dung sáng tạo, nội dung mới. Đó là nội dung cho học sinh khác nhau, nên chúng ta có thể sử dụng AI. Tôi nói về học ngôn ngữ thông minh bởi AI. AI có thể giúp chúng ta học ngôn ngữ thông minh để học từ vựng cao phát âm liền, nên chúng ta có thể sử dụng AI tốt nhất. Khi chúng ta đi du lịch, chúng ta có thể có nội dung về làm việc giao tiếp, nên là chúng ta có thể giao tiếp cùng nhau. AI phần hôm nay là quan trọng để học ngôn ngữ thông minh với AI. Phần phục này là gì? Khi chúng ta học ngôn ngữ thông minh với AI, tôi muốn học tiếng Việt với AI, nên chúng ta có thể sử dụng AI để học tập ngôn ngữ thông minh. Xin cảm ơn. Tôi đã nói về hộ ngôi nữ thông minh, nên có thể
Nhất chi trồng nuôi mãi tăng tăng bà muốn chứ gọi là khu ngộ như núi phong nhìn bội. Tôi đang ngồi về vết ngồi nhìn hộp nhìn mỗi là ông chủ thôi nhận là chúng ta có thể sử dụng AI. Tôi đã tâm tổ sử dụng AI trong cái số mỗi người và tài sản chúng ta có thể cải thiện trải nghiệm học tập của mình. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng Google để trả thu trả các thông tin và nội dung gắn kết trước cổ sổ phúc tháp. Chúng ta có thể phục vụ phúc tháp và ba ngày ấy. Tôi nghĩ rằng AI có thể giúp chúng ta trách nhiệm trong việc phúc tháp và sáng tạo nội dung. Nó giúp hầu là các tài liệu phúc tháp thông minh đều trên theo cùng học sinh bằng khắc này học sinh có thể học tập một cách hiệu quả hơn và nhân hóa quá trình học của mình. AI có thể giúp chúng ta giống lĩnh vực nào khác. AI không chỉ giúp trong học tập mà còn có thể hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày. Chứ vết cho liệu áo liệu giúp quản lý tôi thôi thôi dân nên biết là chúng ta đi chữ viết và tăng trích người nhanh chóng. Chúng ta có thể sáng tạo nội dung của AI không? Chúng ta có thể sáng tạo nội dung của AI không? Rất sẵn, AI có thể giúp thảo luận ra nội dung cho học sinh từ các bài giảng đến bài tập và tài liệu hỗ trợ đến cán bộ. AI có thể sáng tạo nội dung phù hợp với từng học sinh, giúp tôi ưu hóa việc học tập của họ. Tôi đang nói về việc AI hỗ trợ những học. AI có thể giúp sức sống để quản lý thời gian, hỗ trợ các công việc cả nhân lên kế hoạch học tập học tâm sự là nhận nhắc nhỏ các công việc hẳn lắm như này có thể giúp chúng ta có cuộc sống dễ dàng hơn đặc biệt thì bắt tôi mát vui như nhiên vụ khác nhau. AI có thể giúp chị trong việc quản lý việc phúc và cuộc sống hàng ngày. AI không chỉ hỗ trợ về phúc mà không giúp quản lý cuộc sống hàng ngày từ công việc lịch trình đến các hoạt động cá nhân. Ví dụ AI có thể giúp nhắc nhỏ công việc sắp lịch trình và cung cấp dịch vụ du lịch tour khi chúng ta đi du lịch. Xong,